Rồi, hello chào các bạn ạ. Thì bây giờ mình đang ở trên đường phố Hà Nội các bạn. Mình đang ở trên cái phố đường Nguyễn Thị Thập. Khu phố này mình thấy cũng khá là đông đúc các bạn ạ. Thì bây giờ trời Hà Nội cũng khá là lạnh các bạn. Thì bây giờ nhiệt độ cỡ 9 đến 10 độ. Nhưng được cái là trời nó không có mưa các bạn nha. Nó rát mà trời không có mưa cho nên có cảm giác nó cũng rất là dễ chịu. Các bạn đi ra Hà Nội thời tiết ngày hôm nay thì các bạn phải mang áo ấm thật là nhiều. Ở đây mình thấy có những nhà cao tầng rất là cao các bạn. Đây các bạn này. Ở Hà Nội thì như các bạn biết thì đi đâu khu phố cũng thật là nhộn nhịp. Những con đường chính thì lúc nào cũng người ta buôn bán là chủ yếu các bạn ạ. Ở khu phố này thì mình đánh giá là cũng tương đối yên tĩnh các bạn. Hello, chào các bạn ạ. Đó, đây. Hôm nay em đang ở Hà Nội, trời rất là lạnh. Hôm nay kiếm cái gì cho nó ấm ấm một xíu. Đây là rượu của Hàn Quốc các bạn ạ. Đó, những cái món món nướng của Hà Nội. Trời Hà Nội đang rất là lạnh. Có những món nướng thì rất là tuyệt vời. Đó là những người em thân thương của hội của mình đây. Đó là em Mạnh này, đó là Hiếu nha. Đó, Hiếu là gốc người Hà Nội luôn. Đi ra Hà Nội mà cứ gọi Hiếu là cái gì hỗ trợ là Hiếu sẽ giúp các bạn. Không, em ở Bắc Ninh. Nhưng mà bây giờ cả gia đình ở đây rồi. Ừ, ở đây rồi, ở quê. Bắc Ninh. Ok, anh em mình làm cái.